Bạn hỏi là khi con ngồi thiền thì quá khứ nó cứ hiện về hoài, và thì làm sao mà bỏ được cho để tập trung vào thiền? Bạn hỏi vậy. Dạ. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Câu này phải là cái người mà đặt ra câu hỏi đó đứng lên hỏi là thầy. Thôi không sao. Tại sao quá khứ nó về hoài? Giờ ai muốn hiểu không? Ai cũng muốn hiểu, không một người đại diện đi, ai muốn hiểu nhất? Tờ lên đây. Rồi. Bây giờ cô cầm ly nước này nha, cũng là ly nước. Cô đi từ chỗ cái bậc tam cấp kia đến cái bậc tam cấp kia, cô đi làm sao mà cái mặt nước nó đừng có chao động? Thầy con biết là nó cũng chao. À. Con khỏi đi. Rồi khỏi đi. Rồi thôi cảm ơn cô, ra về chỗ dạ. Trên đời này có mấy người sau đây không có quá khứ nữa? Một con vật, tức là thần kinh thực vật rồi đó. Hai, người say. Ba, người mê. Bốn, người điên, người khùng. Còn hễ mà thành Phật rồi, cái gì của quá khứ dù nhỏ nhất thấy hết trơn. Như vậy tại sao quá khứ về hoài? Quá khứ về hoài không quan trọng. Quan trọng là mỗi lần nó về, cái anh bỏ cảm xúc của anh vô, anh làm cho mặt nước nó chao đảo. Anh muốn quá khứ nó đừng có làm cho anh khổ, anh ngồi một chỗ, anh đặt ly nước xuống, anh quan sát nó. Còn hễ anh giác nó đi thì nó chao miết. Tức là anh bỏ cái cảm xúc anh vô cái sự kiện quá khứ. Tôi đã thương người đó đã bỏ tôi đã chân thành và họ lừa lọc phản bội ABCD. Cái câu chuyện đó nó trỗi về và trong tâm tự động nước mắt chảy. Giống như là mình mô tả về một trái chanh thì lập tức chảy nước miếng. Phải không? Cái trải nghiệm quá khứ nó cực kỳ mạnh. Nếu mà mình đặt nó xuống, mình đủ vững vàng của định quan sát, thì nó là một cái nguồn phân bón cực kỳ là dinh dưỡng. Ai mà trải qua đau khổ nhiều, người đó sẽ trưởng thành sâu sắc trong cuộc đời, vô cùng tận luôn. Còn người sống bình bình, an an, nhẹ nhàng qua mọi thứ, rất là thiểu nhược, yếu đuối, gặp gió là gãy liệt. Quá khứ không quan trọng, quan trọng mình sử dụng quá khứ hay quá khứ nó sử dụng mình. Vậy khi mà quá khứ nó về, nó là một sự kiện, bởi vì nó qua rồi mà nó về, cái mình bỏ cái tôi nạn nhân của mình đi than vãn với chính mình, đi bày vẽ khi ngồi với ai ngoài kia, bỏ cảm xúc vô, làm tư cách nạn nhân, kể lể cho mình hay cho người, thì cái sự kiện đó nó trở thành vấn đề. Và mình mới đặt câu hỏi là sao về hoài vậy? Về hoài, có cái tâm của con người là nó nhớ chuyện thường. Ai biểu anh đặt cái tôi nạn nhân của anh lên cái sự kiện đó để anh làm anh khổ đâu? Anh có quyền chọn lựa. Nó về thì kể nó. Ai biểu anh đồng hóa anh vào nó? Tim nó vẫn đập, máu nó vẫn chạy, hơi thở vẫn vào ra, mọi thứ vẫn động, tâm anh đâu có động. Tại sao cái quá khứ nó về anh động lên? Vì quá khứ ngày xưa nó làm cho anh động, cho nên bây giờ nó trở về, anh nhắm mắt lại cái anh cười hay anh khóc một mình. Rồi anh hỏi tại sao về hoài? Anh muốn nó không về hoài không? Anh muốn chân thật thì một giác ngộ, sử dụng cái quá khứ kia làm phân bón tuệ giác và từ bi cho mình. Người đau khổ chừng nào thì sâu sắc và cảm thông đời nhiều chừng đó. Hai là anh biến thành một người thực vật luôn, kẻ điên, người khùng và người lãng quên quá khứ. Lãng quên quá khứ không phải là cách mà người tu Phật cần. Ta không bao giờ lãng quên được,
nghiệp mình tạo ra chấm dứt trong 5 phút của ly rượu đầy, làm cái bóp hoặc là phóng khoáng lắm, cực kỳ phóng khoáng, uống rượu vô cực kỳ là dễ thương, chia sẻ hết những gì trong lòng, nói hết. Không có ai mà dễ thương cỡ nào cũng cỡ như người say rượu mấy, không giấu giếm gì nữa hết. Nhưng mà rồi sau khoảnh khắc ấy, quá khứ nó vẫn còn kia. Rồi đầu thai dù con vật quên một kiếp chân nữa, quá khứ nó vẫn còn đó. Nó dễ miết. Bao giờ mà mình rỗi cái trí tuệ mình vô, mình thấy như thật là nó vô thường, mình không phản ứng nữa, thì nó trở nên một ngọn đuốc thắp sáng trí tuệ mình. Chạy trốn đi, dù hết kiếp này đến kiếp kia, tạo rồi là cái nhân nó còn đó, cái quả nó sẽ hiện ra. Dù Đức Phật chân vẫn bị lăn đá mà chảy máu, vẫn bị bỏ đói một tuần, vẫn bị đi ị mà ra máu, vẫn bị đau lưng, đau đầu, vẫn bị cái người kỹ nữ độn bụng vô mà mắng rủa, tất cả cái quả nó phải trổ ra. Cái thái độ tâm của ta là tự tại và không phản ứng. Quá khứ cứ về, tâm ta sử dụng nó, chứ không để nó sử dụng. Cho nên làm sao thiền khi quá khứ về hoài, suy nghĩ về hoài? Hãy thiền giống như là tim vẫn đập, máu vẫn chạy, phổi vẫn thở, thì não vẫn suy tư.